Hoàng Gia Lai đang cố gắng để tạo ra sức ép. Văn Toàn, lỗi của Trọng Hoàng, một quả đá phạt còn gần hơn với cơ hội mà Lương Xuân Trường đã bỏ lỡ trước đó. Cầu thủ Viettel đang phản ứng quyết liệt. Hai tiếng va chạm liên tiếp của Văn Toàn với Quế Ngọc Hải. Và bây giờ thì Lương Xuân Trường sẽ có cơ hội thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống phối hợp đá phạt nhanh. Tỷ số được rút ngắn dành cho Hoàng Gia Lai. Người ghi bàn là Văn Thanh, cầu thủ được coi là con cưng của ông. Hãy cùng xem lại tình huống này hết sức chuẩn xác. Hàng phòng ngự của Viettel có thể nói là đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Xuân Trường và Văn Thành thể hiện được sự ăn ý. Một tình huống phối hợp đá phạt nhanh khi mà dường như là người ta đang chờ đợi là hàng rào của câu lạc bộ Viettel sẽ có thể ổn định và chờ đợi một tình huống mà Xuân Trường thể hiện được khả năng xuất phạt của mình. Bruno và thủ môn Bỉu Ngọc. Bruno rất đơn giản và tỷ số là 4-1 cho câu lạc bộ Viettel. Đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có một màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống mà Bruno đã đánh lừa được thủ môn Bỉu Ngọc. Và như vậy là trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel gặp Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên giai đoạn 2 của LSV League 1 2020 ở nhóm A. Viettel vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-1 đầy thuyết phục.